Hôn trầm. Hôn trầm á là có khi vậy là mình ngồi á, chẳng hạn như là có vị nào mà ta thích tiếng sắt đó nè, đánh tiếng sắt cả đêm, đánh sáng đêm mà không buồn ngủ, coi đầu máy video có khi cũng sáng đêm mà không buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà nghe kinh á, nghe kinh thì ngàn tiếng rưỡi đồng hồ nghe không nổi, ngồi là ngủ à. Tụng kinh tiếng rưỡi đồng hồ cũng tụng không nổi, và ngồi thiền niệm Phật chừng 15 phút là cũng ngồi không nổi. À, cái này là cái thiệt đấy, đây là sự thật của cuộc đời, nó kỳ cục lắm á. Thành ra nếu mà mình mà ngồi nghe kinh, hoặc là ngồi xem kinh, hoặc là ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh mà một chút là buồn ngủ rồi lên gật xuống á, là cái đó là cái chứng bệnh phiền não của mình nó hiện ra đó. Cái chứng bệnh đó gọi là hôn trầm. Nghiệp trước nặng nề á, cho nên là coi tivi, coi đầu máy từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng mà coi nổi, quánh tiếng sắt cho từ 8 giờ tối quánh tới 6 giờ sáng quánh nổi, 7 giờ mời quánh tới 6 giờ chiều quánh nổi. Cái này có thiệt, ở sớm tôi là tôi có biết mấy người vậy đó, quánh tối ngày nổi á. Mà cái điều nào mà lợi ích cho gia đình là không nổi, lợi ích cho bản thân, cho xã hội cũng là không nổi. Thế thì cái đó là coi chừng để ý hôn trầm à. Cái tâm sở kế gọi là bất tín, là người không có cái đức tin. À, trên đời này nó ngộ lắm à. Ví dụ như các Phật tử vừa đi ngồi đi nghe kinh là có cái đức tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, là các vị mới đi chùa đó nha. Chứ có người trót đời không bao giờ tin một cái gì. Thế thì người đó bất tín. Bất tín là một cái thứ phiền não ở trong 20 thứ mà tôi đang kể. À, không tin gì hết á. Không tin đạo Phật thì tin Chúa Trời, Chúa Trời cũng không tin luôn. Không tin Chúa Trời thì tin Thượng Đế Cao Đại, cũng không tin luôn. Rồi quỷ thần thì cũng không tin luôn. Đấy, có người vậy đó. Thành trên đời này đủ thành phần hết trơn. Mà cái người mà bất tín á, đối với chánh pháp, đối với tam bảo, đối với chánh pháp, đối với chân lý của cuộc đời mà mình không có đức tin là cũng là một cái thứ phiền não đó. Nghĩa là nó hại lắm, nó hại cho mình lắm. Rồi có người thì có cái tâm sở thứ kế đó là giải đãi. Giải đãi tức là lười biếng. Trên đời này cái lười biếng thì ai cũng chịu lắm, ai cũng thích lười biếng. Còn cái siêng năng tinh tấn mà làm cho lợi mình, lên người, lợi cho gia đình, xã hội thì cái đó phần nhiều là ít có người làm được. Trừ phi ra học đạo, hành đạo thì mới là tinh tấn, mới được vượt qua những cái lười biếng. Còn đó là bình sinh là đa số là làm biếng hết. Dù là lợi cho bản thân, dù lợi cho gia đình, dù lợi cho xã hội, đều làm biếng hết. Cho nên cái người mà phấn đấu mà siêng năng, cần cù, nhẫn nại, trong đó là siêng năng tinh tấn mà học hành, là tu tập để diệt trừ phiền não thì lại càng khó hơn. Là người ta nó lại dễ sinh ra cái giải đãi, cái lười biếng hơn. Cho nên người Phật tử là phải phấn đấu. Tôi nói ví dụ như giờ các vị mà đi như vậy là phải phấn đấu đó. Cái giải đãi là các vị không đi đâu. Cũng như tôi nãy đó mà. Rồi tôi dặn mấy người ở nhà là 2:15 kêu tôi nha. Có thể là 2 giờ là xe tới trước đấy. Nhưng mà 2 giờ lưỡi dị tật. Tại nên cái lưỡi nó giống như cái lưỡi của trâu á, nó không có như cái lưỡi của người. Nhưng mà vẫn biết dị. Anan, nếu các căn của ông đều được giải thoát thì cái tánh giác minh tự phát ra. Cái tánh giác minh mà tự tánh nó thanh tịnh bản nhiên, nó tự nó phát ra. Chừng đó phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian đối với ông cũng như băng giá gặp nước sôi. Cái căn mà con mắt của mình nó như cái trái nho đó, như cái lắm. Nhưng mà nếu mà mình chiều nó như vậy là thua rồi, là công việc bỏ dở rồi, là thành ra người giải đãi rồi. Mà phải phấn đấu, phải dậy thôi, phải thức dậy đàng hoàng, tỉnh táo, phải vận động cho tỉnh táo rồi đi làm công việc.
Cho nên là ngay trong cái cách gì mà đi như vậy là phải phấn đấu, chứ không là giải đãi nó áp đảo. Mà giải đãi là một thứ phiền não trong 20 thứ mà tôi đang kể là. Rồi cái kế nữa là phóng dật. Phóng dật là cái tâm trạng buông lung. Cái phóng dật này nó cũng gần như cái điều cử nó ba: thân phóng dật, khẩu phóng dật và ý phóng dật. Thân buông lung là ưa đến cái chỗ chơi bời mà nó không có nghiêm trang, nó không có đúng cái tư cách của một cái con người đàng hoàng. Ví dụ những chỗ ăn chơi trác táng say sưa chè chén á, mà mình đến đó mình thế là miệng phóng dật, nói những cái lời mà không có lợi ích cho ai. Người xưa ta gọi là vô ích chi ngôn, mạc thiếu thuyết mà bất can kỹ sự, mạc giọng nhi. Những cái người mà đàng hoàng á, cái người có tính cách như là người quân tử, người đàng hoàng á, thì là những cái lời nào mà không có lợi ích cho mình, cho người thì người ta không nói. Cũng như cái chỗ chơi nào đó, cái chỗ là cái chỗ nào đó mà nó không tương quan gì mình, nó không có lợi mình, lợi người, lợi cho xã hội á, thì người ta không đến đó, người ta không làm cái việc đó. Chứ bất can kỹ sự mà giọng gì, việc không can kỹ thì không làm, lời nào không có lợi mình, lợi người, lợi xã hội thì người ta không nói. Còn nếu mà mình không giữ gìn được cái điều đó thì ta gọi là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là buông lung, không tôn trọng, mình không tôn trọng mình, không tôn trọng cái thân mình, cái địa vị mình, không tôn trọng lời nói mình, và phát xuất từ những ý nghĩ mà mình cũng không kềm chế nó được, không tôn trọng. Cái thứ 17 là thất niệm. Thất niệm là lười nhớ, dễ quên. Thành ra cái tâm lý mà lười nhớ mà dễ quên nó cũng là một cái tâm lý, nó thuộc về phiền não trong 20 món phiền não chi mạng. Cái điều này là cái điều có thật. Có những người nhớ những cái chuyện mà không quan trọng gì hết, cái chuyện rất là tầm thường, không có giá trị gì trong cuộc sống, hoặc là nói nhảm, nói loạn, nói thô tục, nói diễu cợt thì họ dễ nhớ. Nhưng mà những cái điều nào mà nó có giá trị để nó đưa tới con người thành ra một con người mà đàng hoàng, có tư cách, có giá trị thì lại nói có văn hóa thì lại là có một số người, người ta lại không nhớ được cái đó. Mà nếu mà chẳng may mà mình xa vào cái đó đó thì thuộc về là cái thứ phiền não, cái bằng thất niệm đó. Nó xâm phạm mình đó, mình bị cái thứ phiền não thất niệm đó, tức là dễ quên. Lời nói nào có giá trị, có lẽ nó quên hết, nó không nhớ. Ngược lại cái người mà nó có cái chủng tính thật sâu ha, những cái lời nói nào mà nó có lợi ích cho mình, cho người, lời nói có giá trị, nó đưa cái phẩm giá của con người lên cao, cái tư cách của con người được tốt đẹp, và cái đạo đức của con người được an lành, mát mẻ, giải thoát á, thì cái người này người ta nhớ rất là kỹ. Vừa qua lỗ tai là người ta đã ghi nhớ, thì cái người đó là tốt, coi như không có bị cái thứ phiền não thất niệm đó nó xâm phạm mình. Cái thứ 19 đó là tán loạn. Cái thứ phiền não thứ 19 này là gọi là tán loạn, là cái tâm trí của chúng ta, ta không có làm chủ nó được, nó nghĩ ngợi mông lung suốt ngày. Mà cái này Phật tử để ý đó nha, ở trong đạo Phật đó, nó quan trọng lắm là cái môn thiền định. Cho nên thường thường là trong đạo Phật ta gọi là thiền môn đó, tức là cái người mà vào đạo Phật là phải học tu thiền. Phải học tu thiền thì nó mới là quá giải được cái tán loạn. Mà tán loạn thì nó nhớ cái gì? Đây các vị nhớ nha, hằng ngày á, là các vị nhớ nè: mừng,
hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn, hết muốn tới mừng, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi tham sân si mạng nghi, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, tham sân si mạng nghi, cứ như thế mà nó đi cái vòng luẩn quẩn như vậy, không có một cái giờ phút nào mà cái tâm của các vị thanh tịnh được hết. Đó là tán loạn đó. Mà cái người mà không làm chủ được cái tâm mình như vậy đó, như tôi đã nói, tâm viên ý mã, cái ý của mình để cho nó chạy giống như con ngựa mà không có dây cương, cái tâm của mình để cho nó chuyền, nó nhảy như con dưỡng mà không có chuồng, mà cũng không có cột lại được. Thế thì để cho tâm viên ý mã mà nó phóng túc như vậy đó, thì gọi đó là cái người tán loạn. Mà tán loạn thì các vị sẽ khó mà có trí tuệ lắm. Cho nên các vị mà muốn có trí tuệ mà nhận thức chân lý là các vị phải tập tu thiền định để mà cột cái con vượng tâm, cái con ngựa ý của mình. Thì lúc bây giờ mình tư duy, mình nghĩ ngợi một vấn đề gì nó mới là chính xác và nó mới có giá trị. Cái người mà học Phật là phải tư duy về chân lý thì nó lại càng đòi hỏi cái sức thiền định nó nhiều hơn. Cái sức thiền định nó nhiều thì là tư duy một vấn đề nó mới là sáng tỏ, mới là chính xác được. Cũng như là tục ngữ người ta nói rằng là phàm mà muốn nói là mình phải uống lưỡi trước 7 lần. Mà người nào mà uống lưỡi trước 7 lần rồi mới nói thì cái lời nói đó tương đối là nó ít có sai lạc. Ở đây không phải đặt vấn đề uống lưỡi mà là phải thiền định. Hằng ngày có thiền định thì khi nói ra là coi như là cái lời nói đó là cái trí tuệ nó điều khiển, nó phát xuất ra. Cái việc làm đó, nếu mình có thiền định á, thì cái việc làm đó nó từ ở trong cái trí thanh tịnh phát xuất của mình nó điều khiển, thì cái việc làm của mình nó đúng, nó không có sai. Thành ra cái người mà có thiền định á, thì là thân nghiệp làm ra cái gì là do trí huệ điều khiển. Miệng nói ra cái gì thì là cũng phát xuất từ cái động cơ trí tuệ nó điều khiển, cho nên nói không có sai. Và người mà có thiền định á, thì cái ý mà muốn nghĩ ngợi cái gì thì nó tự biết cái nghĩ nào là chân chánh, còn cái nghĩ nào là tội lỗi là sai trái nó điều khiển rồi. Thành ra thân miệng và ý nó không có sai trái. Mà nếu mà một ngày nào các vị học kinh sâu hơn đó, là các vị sẽ học cái Đức Phật có 18 cái món gọi là thập bát bất trọng pháp. Có 18 cái món mà trong đó có 3 món là thân không lỗi, miệng không lỗi và ý không lỗi. Còn như chúng ta vậy là hàng ngày này, nếu mà chúng ta mà không có học Phật, mà chúng ta không có thực hành về theo chánh pháp mà tu á, thì thân chúng ta có thể lỗi dài dài, miệng chúng ta nói có thể bị lỗi dài dài, và ý nghĩ ngợi của chúng ta là coi như là bị lỗi dài dài, không có sống theo chân lý thì nó lỗi dài dài thôi. Mà thân miệng ý mà bị lỗi đều đều thì tức là phàm phu bạc địa 100% đó. Còn người nào mà giữ gìn thân miệng ý mà ngăn chừa được 60% lỗi, 70% lỗi, đó là con đường tiến lên cái địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát rồi đó, chứ không phải là cái gì khác hết. Nếu mà làm chủ được thân miệng ý mà hạn chế cái lỗi lầm của thân của miệng của ý thì ta đi lần lần lên tới địa vị Bồ Tát. Và nếu mà tới cái ngày mà thân miệng ý đều không còn lỗi thì đó là ta thành tựu được vô thượng Bồ Đề, chứ không phải là thành Phật là cái gì khác lạ ở đâu đâu, không phải. Thế thì là cái tán loạn đó ha, là giữ gìn cái tán loạn đó là các vị phải tập ngồi thiền, cố gắng để mà thiền. Nhưng mà hôm nọ tôi có nói đó, thiền thì nó nhiều thứ thiền lắm, nhưng mà bây giờ mà muốn cho cái tâm mà cột lại được đó thì là nó nói về thiền thì các vị đếm theo cái hơi thở mà thiền. Chẳng hạn như là ngồi ngay ngắn, xếp bàn cho thẳng lưng rồi là các vị đếm thở theo hơi thở nha. Hít vô thì đếm 1, hít vô cho thấy là tưởng tượng như là theo cái lỗ mũi mình nó hơi đi xuống tới với lúng á ha,
Thường thường ta nói cái quyền đường đơn điền là dưới rúng á, đó là ta tập theo yoga rồi ta cũng tập vậy đó. Bởi vì ta thở đi thì xuống sâu vậy đó, rồi thở ra thì đếm 2, rồi hít vô là mình đếm 3, mình đếm thầm thôi, rồi thở ra đếm 4, cứ như thế đếm tới 10. Rồi 10 rồi thì bắt đầu là đếm ngược, 10 rồi cái lời, ví dụ như thở ra đếm 9, hít vô đếm 8, thở ra đếm 7, hít vô đếm 6. Làm như vậy ta gọi là sổ tức quán, tức là tu thiền định, tu quán bằng cái cách là tựa vào cái hơi thở để cột cái tâm của mình vào đó, để mà ngăn ngừa những cái ý nghĩ là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, tôi nói nãy giờ đó, nghĩa là nó tán loạn ở trong tâm hồn mình. Thì bây giờ mình cột cái tâm hồn mình trong những cái hơi thở. Cái môn tu thiền như vậy tôi gọi là quán sổ tức, tức là tu quán bằng cột cái trí mình theo cái hơi thở và đếm cái hơi thở để mà đối trị cái thứ phiền não tán loạn. Rồi cái món thứ 20 á là bất chánh tri. Bất chánh tri là cái người này nếu mà có bị cái phiền não bất chánh tri này là cái hiểu biết của người này không có chánh đáng, không có đúng như chân lý. Cái người có trí tuệ thì hiểu biết, cái nhận thức của người ta đúng chân lý. Còn cái người mà hiểu biết không đúng chân lý mà vẫn cứ tự cho là lẽ phải, và bằng lòng với cái hiểu biết mà phi chân lý của mình, thế thì đó là cái thứ phiền não thứ 20. Đấy, thì các việc này đó lẽ ra là học mà có tài liệu đó thì là các Phật tử mà muốn quyết ý mà quyết chí đi con đường tu đó là chúng ta phải học hết thôi, phải học kỹ nó. Bởi vì trên con đường tu hành không có làm cái gì khác hơn là phải biết nó đó, biết nó là giặc đó, là cướp đó. Các cái thứ phiền não căn bản là 10 món ha, 6 món mà chia nó thành 10 đó, rồi cộng thêm là 20 thứ này nữa, 20 thứ tôi mới vừa nói rồi đó, là nó thành nó 30. Này, đó là cái đối tượng mà cái người đệ tử Phật cần phải hóa giải, cần phải diệt trừ, cần phải xa lánh nó từ khi phát tâm tu cho tới khi thành Phật là dựa vào bao nhiêu đó, chứ không có cái gì khác nữa hết. Hóa giải, diệt trừ được 30 cái món đó hoàn toàn không còn ở trong trí của ta, không còn biểu lộ ra thân và miệng của chúng ta nữa. Tức là thân, miệng và ý của chúng ta mà diệt trừ hoàn toàn không còn 30 món đó, thì các vị thành vô thượng bồ đề, các vị có được đại niết bàn chứ không phải là cái gì khó khăn ghê gớm lắm đâu. Vì vậy cho nên là 30 món đó là lẽ ra là người Phật tử là phải học kỹ. Để chi? Để khi nào trong cuộc sống chúng ta mà đụng tới tham, ta biết nó, đấy gì tham đấy, đụng tới vấn đề mà mình cần phải sân, thì mình nói đấy, sân tới rồi đấy. Đụng tới một vấn đề cái chân lý mà mình nói sai, hiểu sai, làm sai, đấy, si đấy. Đụng tới vấn đề mạng, ngạo mạng, ngã mạng, ta mạng, đấy, mạng đấy, nghi đấy, ác kiến đấy, đấy thần kiến đấy, biên kiến và kiến, kiến thủ với cấm thủ đấy, đấy là phẩm đó, là hạnh, là phu não tật sang đấy, là cuốn xiểm hại kiêu đấy, đấy là vô tàm vô quý điều cử hung tàm đấy, đấy là bất tính giả đại phóng vật đấy, đấy là thất niệm tán loạn bất chính tri đấy. Toàn bộ vì não nó ở đâu là nó nổi lên đâu là mình điểm mặt nó hết. Và điểm mặt nó tất nhiên là hóa giải nó, diệt trừ nó, chặn đứng nó lại, thì ta được thành công nhiều hay ít là dựa trên những cái đối tượng đó mà diệt trừ, chứ không phải cái gì khác hết. Nếu mà Phật tử mà đi chùa mà học đạo mà tu hành mà các vị không học nó, mà các vị gọi là tu hành đó mà, các vị tu kiểu này, niệm kiểu kia, tụng kiểu nọ, ghê gớm lắm,
mà các vị không biết ba cái chục cái món đó, thì y như là các vị là lãnh một cái lon, một cái quân hàm là đại tướng, và cầm 10 vạn binh đi quánh giặc ha, mà ra rồi ra chiến trường rồi không biết giặc là thằng nào, không biết giặc là cái thằng nó có bận đồ gì mà nó mang võ khí gì, và tướng tá nó ra sao, nước da nó ra sao, chủng loại nó ra sao, không biết hết á, mà cầm là cầm binh hả, sử dụng đó là 10 vạn quân gọi là đi quánh giặc, mà quánh giặc mà gặp giặc không biết. Thế thì quân mình chạy lô xô vậy, tối về ra trưa về ăn cơm thì bao nhiêu bánh gạo, mà trong khi nó giặt nó cứ nó chuông pha vào ở trong trong quân của mình đó mà, rồi nó cứ lâu lâu nó chỉa ngã thằng, nó chạy lô xô trong quân mình, nó chỉa ngã từ thằng quân mình nó lên, mà quân mình không biết giặt là ai, thế thì quánh cái nỗi gì chứ. Đấy, cho nên là cái chuyện mà cho rằng mình tu hành ghê gớm á, lại Phật ghê gớm, tụng kinh ghê gớm, cúng chùa ghê gớm, đốt nhang lại một lần một nấm nhang hả, cấm giáp bàn hết hả, niệm đủ thứ Phật, đủ thứ danh hiệu, mà những 30 thứ phiền não đó là các vị không biết là y như tôi nói là đi quân giặc đưa chúa 10 vạn quân ra chạy nghèo trời hết, mà gặp giặc không biết, không biết là lấy gì quánh, làm sao mà diệt được cái thằng nào, không biết thằng nào là giặc thì diệt cái gì vậy đó. Cho nên là 30 cái thứ đó, chứ mà phá phiền não ác là diệt cái giặc phiền não ác, mà phiền não là 30 món, thành ra nó quan trọng lắm.